Ok, thì hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với thì các bạn vào App Store, sau đó các bạn click vào vùng hồ sơ cái mặt của mình ở đây, các bạn nhấn tiếp vào mục của tài khoản iCloud của mình nhé. Các bạn nhấn vào vùng quốc gia hoặc vùng. Các bạn đợi nó load một xíu nhé. Load tầm khoảng 30 giây là load xong. Đây, các bạn nhấn vào vùng thay đổi quốc gia hoặc vùng nhé. Đây, cũng load hơi là chậm một xíu. Đây, các bạn tầm khoảng tầm giữa giữa. Các bạn tìm đến Trung Quốc nhé. Ô, nó nằm ở tận gần dưới dưới. Đây. Cái này nhé, các bạn chọn cho mình cái này. Ok, số điện thoại này các bạn nhập bao nhiêu cũng được ạ.
này đi. Để một chút mọi người nhé, cái này thì có cái nó tải rất là lâu luôn. Đây, họ sẽ thử chọn cái này đi. Cái thứ năm này là chúng ta có thể thêm video giống kiểu thêm lớp ấy. Thêm một cái video ảnh chèn vào hình, chẳng hạn như chèn ảnh như vậy. Ok. Còn tiếp theo là cái hình ngôi sao này, có nghĩa là đây, cái hiệu ứng đầu tiên là các hiệu ứng chào này. Rất là hay rồi. Có rất là nhiều hiệu ứng này, chẳng hạn như cái hiệu ứng các hiệu ứng nhấp nháy hay là đèn thì là đều ở đây nhé. Tiếp theo này, tiếp thì mọi người có thể vào đây và tìm kiếm và tham khảo xem. Tiếp theo là cái bộ lọc này. Đây, cái bộ lọc này chúng ta chỉnh màu thôi. Ok. Ok, thì video của mình hướng dẫn mọi người cách chuyển và tải app để sử dụng thì đến đây cũng kết thúc rồi. Thì nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình, và đừng quên ghé qua TikTok của mình để ủng hộ cho mình nha. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều.